Flash. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe cụm từ Flash trắng giả. Flash là một cái công cụ rất là hữu ích. Nhưng bạn có biết agent nào Flash lâu nhất hay không? Đầu tiên các bạn cần phải phân biệt thế nào là Flash. Đây là Flash. Đây chính là điểm mà quả Flash nổ. Trong một số tình huống thì bạn có thể dùng cái này để spam ngược lại địch khá là chính xác. Còn đây là cận thị. Cận thị thì sẽ ngăn bạn nhìn xa, nhưng bạn vẫn có thể nhìn gần. Đây không phải là Flash. Vậy thì những agent nào có Flash? Hiện tại trong game thì có 5 agent có Flash: Kayo, Bridge, Sky, Phoenix và Yoru. Các bạn thử đoán xem agent nào có Flash lâu nhất. Spoiler, chính là Yoru. Agent đầu tiên, Phoenix, cho dù được buff khá là mạnh, nhưng hai quả Flash của anh ấy mỗi quả có hiệu lực 1,5 giây, hai quả là 3 giây, đứng cuối bảng xếp hạng. Tiếp theo, có 3 agent có cùng thời gian Flash, chính là Kayo, Bridge và Sky. Mỗi agent này có hai quả Flash, và mỗi một quả thì có hiệu lực trong 2 giây, tổng là 4 giây. Cảm giác Flash của Sky nó ngắn hơn là của Bridge và KO. Thì đó là vì Flash của Sky nó nổ xa bạn hơn. Khi nó nổ xa bạn hơn thì bạn sẽ bị mù ít hơn. Thời gian mù từ 0,1 đến 2 giây. Trong đó 0,1 là tối thiểu. Khi nó nổ ở ngoài vòng tiếng chân của bạn, đạt tối đa khi ở dưới 5m. Và cuối cùng là Yoru. Yoru thì có hai kỹ năng gây Flash. Đầu tiên, Q của Yoru là hai quả Flash. Mỗi quả có hiệu lực 1,5 giây. Vậy là hai quả có hiệu lực trong 3 giây. C của Yoru là Clone, có hiệu lực trong 3,1 giây. Yoru có thể Flash bạn trong 6,1 giây. Vậy giả sử team địch có cả 5 agent này thì sao? Khi đó bạn sẽ bị Flash tổng cộng là 21,1 giây.